cô và các bạn. Nhớ ơn thầy cô. À, chào bạn Vinco. À, chào bạn Sisi. Ủa, Vinco cầm bông hoa đi đâu vậy? Ủa, Sisi không nhớ sao? Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Ờ, ha, tớ quên mất, tớ chưa mua quà tặng cô giáo nữa. Không sao đâu, Sisi. Hoa nè, chúng mình sẽ tặng chung. Cảm ơn Vinco. Thay mặt cả lớp, con kính tặng cô ạ. Ồ, cô cảm ơn các con. Bông hoa đẹp quá. Chúng con kính chúc cô mạnh khỏe và luôn vui vẻ. Cô chúc các con luôn là con ngoan trò giỏi nha. Dạ. Con chào mẹ đi học về. Mẹ chào Bingo. Hôm nay lớp có vui không con? Dạ vui lắm mẹ ơi. Con tặng hoa cho cô. Cô vui lắm mẹ. Ủa, bông hoa này tặng ai vậy mẹ? Bây giờ Bingo theo mẹ đến gặp một người nha. Dạ. Cô Sara. Con chào cô Sara. Ôi, bé Bingo. Bé Bingo của cô đây rồi. Cô ơi, con kính chúc cô luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Cảm ơn Bingo. Hôm nay cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Cô còn nhớ không? Cô Sara là cô giáo đầu tiên của con đấy. Dạ, lúc đó con mấy tuổi về mẹ? Lúc đó con mới 2 tuổi thôi. Ngày đầu tiên đến lớp nhà trẻ, Bingo chỉ mới biết đi chập chững, trông yêu thiệt là yêu. Bingo chẳng chịu theo ai. Chỉ đến khi nhìn thấy cô, con ùa vào lòng cô rồi ôm cô lâu thật là lâu. Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc. Mẹ vô lòng yêu thương. Bingo đứng dậy nào. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt ngắt ngà. Cô Sara là người đã nâng đỡ và dìu dắt con trong những ngày đầu tiên đến trường. Dù đã qua bao nhiêu thế hệ học trò, cô vẫn không quên được cậu bé Bingo ngày nào. Bingo đã có với cô rất nhiều kỷ niệm. Dạ, Bingo cũng thương cô nhiều lắm. Nhìn con lớn khôn, thông minh, khỏe mạnh, cô rất vui. Hãy luôn là một cậu bé ngoan như vậy nhé Bingo. Đó là điều mà cô mong mỏi nhất đối với học trò của mình. Các bạn ơi, tớ đã đi thăm cô giáo cũ nhân ngày 20 tháng 11. Cô đã rất vui các bạn à. Cô bảo rằng chỉ cần nhìn chúng mình rất khôn, học giỏi thì đó là món quà lớn nhất dành cho cô rồi. Chúng ta hãy cùng cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi để thầy cô ba mẹ vui nha. Con cũng xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ để mang đến cho chúng con nhiều bài học hay. Và bỏ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để xem